Ngày 30 tháng 10, lãnh đạo công an thành phố Nam Đàn, Nghệ An, cho biết, hiện đơn vị này đã báo lên công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ ràng vụ việc một đàn bà người ở huyện Đô Lương nhưng bị kẻ lạ đánh đập trên địa bàn thành phố. Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào 21 giờ ngày 29 tháng 10, người dân bất ngờ phát hiện một người đàn bà bị yêu đương tích đang ngồi ở ven đường phía cổng sau chợ Sa Nam thành phố Nam Đàn. Bà M. ngồi ở ven đường được người đi đường phát hiện nhiều vết yêu đương trên cơ thể, dùng bí mật bị đánh chảy máu. Khi tiếp cận, người dân phát hiện trên người đàn bà này bị nhiều vết yêu đương ở mặt, mồm, tay chân và dùng bí mật bị chảy nhiều máu. Hỏi thăm thì người này tỏ vẻ sợ. Nhiều người thấy thế nên đã chụp ảnh đăng lên mạng làng hội để tìm người thân và nhờ giúp đỡ. Lo sợ nạn nhân bị xâm hại nên người dân sau đó cũng trình báo sự việc lên cơ quan chức năng và đưa nạn nhân đến bệnh viện huyện Nam Đàn để kiểm tra các vết yêu đương. Bà M. sau đó được đưa vào viện kiểm tra sức khỏe và điều tra làm rõ ràng kẻ đã hãm hại bà. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định người đàn bà này là Nguyễn Thị M. trú làng Nhân Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Sau khi liên hệ về địa phương, con gái, con rể của người đàn bà này đã đến bệnh viện và làm việc với cơ quan chức năng. Qua nắm ban đầu thì người này bị kẻ lạ dùng ác khí đánh, bị gãy răng, tay và chân bị đánh bầm, dùng bí mật cũng bị đánh chảy nhiều máu. Người này đang sợ nên chưa nói được gì nhiều. Hiện cơ quan công an đang vào cuộc truy tìm người đã đánh nạn nhân, lãnh đạo công an thành phố Nam Đàn nói.